Xin chào các bạn, nhóm mình gồm như Phúc, Minh Thư và Hoàng Anh xin giới thiệu một cách khái quát các con đường chuyển hóa của axit arachidonic và đi sau vào giới thiệu rhombosan A2, prostaglandin F2 alpha và prostaglandin E2. Màng tế bào chứa nhiều phospholipid dưới tác dụng của phospholipase A2 sẽ giải phóng ra các axit béo tự do không bão hòa chứa 20 nguyên tử carbon là axit arachidonic. Acid arachidonic khi được giải phóng ra sẽ trở thành cơ chất cho nhiều enzyme để tạo ra các chất chuyển hóa khác nhau như các prostaglandin và các leukotrin. Enzyme phospholipase A2 có thể được tiết ra nhờ các phản ứng viêm như trong nhiễm trùng hoặc bệnh tự miễn. Sự bài tiết enzyme này cần có sự tham gia của ion canxi 2 cộng, chúng là các yếu tố để kích thích ra enzyme này. Lycocorticoid được sản xuất từ vỏ thượng thận, chúng sẽ kích thích để tiết ra một protein là lipocortin. Protein này sẽ ức chế phospholipase A2 và ngăn chặn chuyển hóa thành axit arachidonic từ màng tế bào. Đây là cơ chế chống viêm của các thuốc nhóm corticoid như methylprednisolone hay dexamethasone. Nếu không bị ức chế ở giai đoạn này thì axit arachidonic sẽ được chuyển hóa chủ yếu theo hai con đường. Con đường thứ nhất là con đường này. Acid arachidonic thông qua enzyme secooxygenase COS1 và COS2 sẽ được chuyển hóa thành prostaglandin G2. Sau đó, prostaglandin G2 sẽ bị khử chuyển hóa thành prostaglandin H2 thông qua các enzyme peroxygenase. Sau khi tổng hợp prostaglandin H2, nhờ các enzyme đặc hiệu, chúng sẽ được tổng hợp thành Rombosan A2 và bốn loại prostaglandin, đó là prostaglandin F2 alpha, prostaglandin G2, prostaglandin a 2 và prostaglandin E2. Đầu tiên chúng ta hãy tìm hiểu về rombosan A2. Rombosan A2 có khả năng gây co mạch và kích thích huy động tăng cường tập kết tiểu cầu. Rombosan A2 có mặt nhiều ở tiểu cầu nên nó chủ yếu liên quan đến COS1, còn e 2 liên quan đến COS2. Vì vậy, sự cân bằng hai chất này rất quan trọng. Nếu mất cân bằng có thể dẫn đến nguy cơ tăng huyết áp, nguy cơ tắc mạch và đột quỵ. Tiếp đến, chúng ta hãy tìm hiểu về bốn loại Rostadlandin. Đầu tiên, chúng ta hãy tìm hiểu về Rostadlandin F2 alpha. Rostat Landin F2 alpha gây co mạch ở cả động mạch và tĩnh mạch phổi, có nhiều ở cơ trơn tử cung và cơ trơn mạch máu. Nếu nồng độ tăng cao có thể gây co thắt mạnh tử cung và cơn co thắt khí phế quản. Vì vậy, thường được ứng dụng trong sản khoa thuốc oxytocin khi tim sẽ làm tăng cao Rostat F2 alpha gây co bớt cơ trơn tử cung. Tiếp theo, chúng ta hãy tìm hiểu về Rostat Landin D2 gây co thắt cơ trơn tăng dưỡng truyền thần kinh gây giãn mạch và tăng tính thấm thành mạch. Tiếp theo đó là prostaglandin E2, chất tham gia nhiều quá trình phản ứng của cơ thể, điển hình là chức năng bảo vệ niêm mạc dạ dày, điều tiết chức năng thận và tham gia vào quá trình viêm. Tại dạ dày, prostaglandin E2 được tổng hợp bởi cos 1 chúng có khả năng kích thích và làm tiết các dịch nhầy, làm giảm tiết axit và tăng cường tiết bicarbonate. Vì vậy, khi các Ancest tác dụng ức chế COS-1 thì chức năng bảo vệ dạ dày cũng sẽ bị ức chế, dẫn đến tăng nguy cơ làm chảy máu dạ dày do tăng tính thấm thành mạch. Tại thận, bình thường, cầu thận sẽ tiết ra enzyme renin kích thích sự sản sinh angiotensin, gây co mạch và làm tăng huyết áp. Prostaglandin E2 có tác dụng làm tăng tiết renin, giúp điều hòa huyết áp và điều hòa lượng nước trong cơ thể. Vì vậy, khi sử dụng NSAIDs sẽ ức chế renin, gây rối loạn angiotensin, có thể gây phù và rối loạn huyết áp. Tại các nơi viêm, nồng độ Prostaglandin E2 và COS2 ở khớp tăng cao, do đó tăng lôi kéo các tế bào gây viêm như tế bào mast, các tế bào này sẽ tiếp tục sản xuất ra các chất gây viêm như histamine, bradykinin gây viêm tại vị trí đó. thông thường trên xét nghiệm sẽ có biểu hiện bằng bạch cầu. tại tủy sống, các chất gây viêm sẽ kích thích các đầu mút thần kinh gây viêm và dẫn truyền thông tin tới não thông qua con đường tỉ sống gây ra cảm giác đau. tại vùng dưới đầu ở não, các chất gây viêm gây sốt được tiết ra từ tế bào bạch cầu, đại thực bào và tế bào mast sẽ đi vào não từ máu thông qua màng tế bào não và gắn vào các receptor ở màng não dẫn đến hiện tượng sốt. Tiếp theo là prostaglandin D2. Prostaglandin D2 và Rombosan là hai chất quan trọng trong việc duy trì chức năng của mạch máu. Cụ thể, prostaglandin D2 tập trung nhiều ở nội mạc mạch máu, có khả năng gây giãn mạch và gây ức chế tập kết tiểu cầu. Tiếp theo, chúng ta tìm hiểu về con đường thứ hai, con đường lipooxygen này. Tại đây, các leucogen được tổng hợp thông qua enzyme 5 lipooxygen này. Leucogen là chất có tác dụng quan trọng trong hèn và dị ứng, có khả năng gây co thắt cơ trơn mạnh và tăng tính thấm thành mạch máu. Các chất này có khả năng gây co thắt khí phế quản gấp nhiều lần so với histamine. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.